Sau khi kiểm tra phân loại, cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy 77 khẩu súng các loại, 12 vũ khí thô sơ, hơn 200 viên đạn và 5 linh kiện súng các loại, một bình xịt hơi cay, hơn 53 kg pháo và 4,5 kg tiền chất chế tạo pháo, 55 ống pháo, vỏ pháo và một số vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và kích điện. Việc tiêu hủy nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện.